Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với Tin Mới. Các bạn thân mến, Hoàng Sa và Trường Sa là một phần máu thịt, là tấc vàng của đất nước Việt Nam. Và các bạn biết đấy, người bạn hàng xóm phương Bắc của chúng ta từ nhiều năm qua vẫn luôn tìm đủ mọi mưu hèn kế bẩn, hòng nuốt trọn tài sản quý giá này. Tuy nhiên, dù Trung Quốc có mưu mô xảo quyệt và trắng trợn đến đâu, thì chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam vẫn giữ được trọn vẹn bởi những bằng chứng xác thực nhất. Và một trong số đó, những bằng chứng quan trọng khiến cho Trung Quốc phải cứng họng khi nhắc đến chủ quyền Biển Đông. Trong đó có hai quần đảo thiêng liêng của Việt Nam, đó chính là những bản đồ cổ quý báu. Không chỉ có mỗi Việt Nam mà cả các nhà sử học và địa lý học phương Tây cũng đã từng công bố rất nhiều bản đồ vô giá như vậy. Vậy thì những tấm bản đồ cổ đó có nội dung như thế nào và chúng có giá trị ra sao? Mời các bạn hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay nhé! Trước hết, để hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của những tấm bản đồ cổ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành vẽ bản đồ các bạn nhé! Ngành vẽ bản đồ hay còn gọi là trắc địa. Theo như ghi chép thì ngành này đã được bắt đầu từ khoảng năm 1400 trước công nguyên tại Ai Cập. Lúc bấy giờ, trắc địa được dùng để chia đất, phục vụ cho mục đích tính thuế. Sau Ai Cập thì cổ Hy Lạp cũng có nền văn hóa phát triển mạnh mẽ. Khoảng 300 năm trước công nguyên, nhà thiên văn học nổi tiếng có tên là Erastosthenes đã cho rằng quả đất có dạng hình cầu và đo được độ dài cùng kinh tuyến. Thế kỷ thứ 13, người Trung Quốc tìm ra la bàn, ứng dụng la bàn vào việc thành lập bản đồ hàng hải với phương pháp sao hỏa tâm. Thế kỷ thứ 16 đã tìm ra phép chiếu phương vị ngang đồng góc để có thể vẽ bản đồ. Sang thế kỷ thứ 18, các nhà bác học Lambert đo được độ dài kinh tuyến Company và ông cũng chính là tác giả đặt ra đơn vị đo độ dài là mét mà chúng ta vẫn đang dùng hiện nay. Đến thế kỷ thứ 19, nhà toán học Ampère đã tìm ra phương pháp chiếu đồ mới. Trải qua nhiều thời đại, khoa học trắc địa đã phát triển cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và nền sản xuất xã hội, đặc biệt là ở phương Tây. Do đó mà khi nói đến bản đồ, chúng ta không thể không nhắc đến những người phương Tây. Hay nói cách khác, bản đồ đến từ xứ sở này có sự chính xác gần như tuyệt đối. Tấm bản đồ xuất hiện sớm nhất mà cho đến nay chúng ta vẫn được biết đến khi nói về Hoàng Sa, đó chính là tấm bản đồ đã được xuất hiện trong toàn tập An Nam Lộ. Bản đồ này do chúa Trịnh Căn sai Đỗ Bá trong nhiều năm dựa trên cơ sở tư liệu cũ kết hợp với tư liệu mới và được hoàn thành vào niên hiệu Chính Hòa thứ 7, tức là vào năm 1686, với tên gọi là Bãi Cát Vàng. Trong đó, Đỗ Bá đã vẽ Bãi Cát Vàng chữ Nôm, tức nói đến quần đảo Hoàng Sa. Ông cũng chú thích vô cùng chi tiết về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của quần đảo này, cũng như chủ quyền của chúa Nguyễn đã được xác lập ở đó. Đỗ Bá đã viết thêm những dòng ghi chú, giữa biển có một dải cát rời gọi là Bãi Cát Vàng, dài độ 400 dặm, rộng 20 dặm, dựng đứng giữa biển. Họ Nguyễn mỗi năm vào tháng cuối mùa đông đưa 18 chiếc thuyền đến lấy hàng hóa, được phần nhiều là vàng, bạc, tiền tệ, súng đạn. Sau đó chúng ta còn phát hiện được thêm rất nhiều bản đồ, mặc dù niên đại khác nhau nhưng tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất, minh bạch nhất cho chủ quyền đầy đanh thép của Việt Nam trên Biển Đông. Thế nhưng không chỉ có các tấm bản đồ của Việt Nam ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa là tấc đất tấc vàng của quốc gia, mà còn có rất nhiều tấm bản đồ phương Tây đã một lần nữa làm sáng tỏ nhận định này. Năm 1744, Hoffmann Hare đã vẽ bản đồ châu Á Carte d'Asia. Trong bản đồ Hoàng Sa và Trường Sa được ghi chú là Aikapia, tên viết tắt của chữ Aslan Kapia, đó là nghĩa là quần đảo thuộc Champa, tức là thuộc Champa lúc bấy giờ chính là đằng trong của Đại Việt, vùng đất do các chúa Nguyễn trị vì. Năm 1838, giám mục người Pháp Jacques Penaud đã cho đính kèm cuốn tự điển Việt Latin xuất bản tại Ấn Độ, một tấm bản đồ khá lớn với chiều ngang 40 cm, chiều rộng là 80 cm. Tên bản đồ được thể hiện bằng 3 chữ Hán, Việt và Latin. Dòng chữ Việt là An Nam Đại Quốc Họa Đồ, trong đó ghi tới khoảng 505 địa danh. Điểm đặc biệt là với quần đảo Hoàng Sa, ngoài ghi địa danh Palaszczuk theo cách gọi của người phương Tây, Pinho còn ghi tục danh là Cát Vàng bằng chữ Việt Latin. Rõ ràng là địa danh Cát Vàng là tên gọi tiếng Việt, cho nên đó không thể có ở một nước nào khác.
Thêm nữa, vào năm 1827, Philippe Van der Malin là nhà địa lý học, thành viên kiệt xuất của Hội Địa lý đã xuất bản bộ Atlas Thế giới. Atlas bao gồm 6 tập với 7 bản đồ chung của 5 châu lục, 381 bản đồ chi tiết, 40 trang bảng thống kê và nhiều thông tin về địa lý tự nhiên, chính trị, khoáng sản. Bộ Atlas này được giới chuyên môn đánh giá rất cao, nó hoàn chỉnh trên cơ sở những tấm bản đồ tốt nhất thế giới ở thời điểm đó, kết hợp những thông tin từ quan sát thiên văn hay những chuyến đi du hành ở nhiều nơi trên trái đất. Trong bộ Atlas, bản đồ các nước châu Á gồm 11 tấm. Nằm trong tập 2 của bộ, đất nước Việt Nam được giới thiệu thông qua các tấm bản đồ số 97, 105, 106 và 110. Đặc biệt là câu chuyện trên là tờ bản đồ số 106. Tờ bản đồ vẽ đường bờ biển miền Trung từ vị tuyến thứ 12 đến vị tuyến 16, phía ngoài khơi xa Paracel, tức là Hoàng Sa, được vẽ khá chi tiết, tỉ mỉ và chuẩn xác trong khoảng từ vĩ độ 16 đến 17 và kinh độ từ 109 đến 111. Quần đảo Paracel trong bản đồ có các đảo Palette, Tree và Lincoln, Roger O. Discus, bãi đá ngầm ở phía đông, Dukan ở phía tây và đảo Triton ở phía nam, nằm ngay dưới vĩ độ 16. Sâu xuống phía nam khoảng vĩ độ 14,5, chúng ta có Investitu. Bản đồ còn có một bản giới thiệu tóm tắt về đế chế An Nam, Esprit An Nam, bên cạnh khu vực được xác định là Hoàng Sa Paracel. Tiếp liền là Partie de Lechonie. Ở phía trên là tấm bản đồ 98 mang tên Partie de Lechonie, trong khoảng vĩ độ 18-21 và kinh độ 106-114 xuất hiện. Tấm này cho biết biên giới cực nam của Trung Quốc chưa hề chạm đến vĩ độ 1,8 bằng việc vẽ khu vực Quảng Đông và đảo Hải Nam. Và một sự thật bất ngờ là tất cả các bản đồ của anh bạn hàng xóm phương Bắc của chúng ta từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20 trở về trước cũng hoàn toàn thống nhất với bản đồ của phương Tây. Chúng không hề vẽ lãnh thổ cực nam của Trung Quốc vượt xuống dưới vĩ độ 18. Từ thế kỷ 16, chúng ta đã có một số khu vực bản đồ của phương Tây vẽ về khu vực Đông Ấn, trong đó có đánh dấu địa danh Paracel Hoàng Sa ở giữa Biển Đông, là khu vực bờ biển phía Tây Paracel. Bờ biển miền Trung Việt Nam được đánh dấu là bờ biển Hoàng Sa. Bước sang thế kỷ 17 và nhất là thế kỷ 18, rất nhiều tấm bản đồ đã thể hiện một cách rõ ràng các vị trí, đặc điểm địa lý cũng như mối quan hệ chủ quyền của khu vực đằng trong với Paracel. Tuy nhiên, hầu hết các tấm bản đồ này đều sắp xếp Paracel thuộc khu vực Đông Ấn. Phải đến đầu thế kỷ 19 khi Vương triều Nguyễn được thành lập, cùng với đó là sự khẳng định chủ quyền Việt Nam một cách đầy đủ, bản đồ phương Tây mới chính thức xác nhận quần đảo Paracel nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và hiển nhiên nó là thuộc về đất nước Việt Nam. Do đó mà Partie de Lechonie được xem là một trong những tấm bản đồ đầu tiên của phương Tây đã vẽ một cách tuyệt đối chính xác đặc điểm địa lý, vị trí, tên gọi phương Tây của các hòn đảo lớn nhất và quan trọng nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Bản đồ được đặt trong khu vực Cochinchin là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời khỏi đế chế An Nam, minh chứng một cách rõ ràng và chuẩn xác chủ quyền của Việt Nam ở Paracel đã được quốc tế ghi nhận. Partie de Lechonie chính là tài liệu vô giá góp phần nâng cao giá trị khoa học, chuẩn mực của công cuộc tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, đó chính là một bằng chứng đanh thép đích thực, hiệu quả và có giá trị pháp lý quốc tế cao. Nó đã phần nào củng cố thêm công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở tấm bản đồ trên, mà mới đây nhà xuất bản Nhật Bản cũng đã phát hành cuốn sách của Phó Giáo sư Sai Kawashima, nguyên giảng viên Đại học Tokyo, Nhật Bản mang tên Những điều người Nhật Bản đang hiểu lầm về lịch sử cận hiện đại Đông Nam Á. Cuốn sách đã chỉ ra hai tư liệu lịch sử quan trọng do các nhà hàng hải châu Âu đưa ra từ thế kỷ 16. Những tư liệu quý giá đó một lần nữa thừa nhận chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Nhìn vào cuốn sách này, ta có thể dễ dàng thấy được tấm bản đồ India Đông Ấn Độ được nhà hàng hải Hà Lan tên là Judokut Halian 1563 đến năm 1612 lập nên từ thế kỷ 16. Trong đó, tấm bản đồ cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được vẽ nối liền với nhau như hình một mũi dao và được đặt tên chung là Paracel. Vùng bờ biển miền Trung Việt Nam, nơi đối diện với quần đảo này được đặt tên là Costa de Paracel. Điều này đã cho thấy rõ ràng, tác giả tấm bản đồ đã có những sự đo đạc vô cùng kỹ lưỡng và cẩn thận, qua đó ghi nhận sự liên hệ mật thiết giữa lãnh thổ Việt Nam với Paracel.
Tiếp đến là tấm bản đồ do The Time Atlas xuất bản tại London, nước Anh vào năm 1896, Siam and the Malay Archipelago. Trên tấm bản đồ này đã có sự phân biệt rất rõ ràng giữa các đảo thuộc Paracel của đảo Hoàng Sa với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và các đảo ven bờ biển miền Trung Việt Nam. Những quần đảo ghi tên tiếng Việt như đảo Loại Ta, đảo Thị Tứ đã xuất hiện trong quần đảo Trường Sa. Điều này chứng tỏ người Việt đã quản lý, đặt tên cho các đảo này và được các nhà bản đồ học châu Âu chấp nhận, cũng như vì tên tiếng Việt lên bản đồ. Với hai tư liệu lịch sử quan trọng nêu trên, Phó giáo sư Kawashima đã thẳng thắn khẳng định trong cuốn sách rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ, đặc biệt là vào thời đại lúc bấy giờ, khi mà hai triều đại nhà Minh, nhà Thanh của Trung Quốc thực hiện chính sách bế quan tọa cảng và cấm người dân không được đi thuyền ra nước ngoài. Trong khi đó cũng là thời kỳ này, các nhà hàng hải châu Âu lại thừa nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các bạn thân mến, những tấm bản đồ được nêu ở trên rõ ràng đã cho chúng ta thấy rõ thêm những bằng chứng đanh thép nhất, minh bạch nhất về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua đó, chúng ta có quyền tự hào về tất đất, tất vàng, rừng vàng biển bạc mà ông cha ta từ xưa đã dày công vun đắp, giữ gìn và bảo vệ. Video ngày hôm nay của chúng mình xin được kết thúc tại đây. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những tấm bản đồ quý báu này nhỉ? Hãy cho chúng mình biết bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những điều thú vị nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với team mới. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.